Người ta nói đa đoan là phần hồng nhan, là phần gái, càng đẹp thì lại càng khổ. Người ta thường thích trêu ghẹo những bông hoa dại, nhưng rồi vẫn trở về với những đóa hoa có danh, có phận, được cắm ở trong mình. Những đóa hoa dại mong manh không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Trong Lock Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Thương Màu Điên Điển, được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Tôi về đến nhà khi trời đã về chiều. Ánh nắng bên ngoài vẫn còn vàng rộm như những chùm điên điển đang nở kín ngoài bờ kinh. Tôi nhắm mắt, nghe gió từ kinh thổi vào mát rượi, thấy nỗi chán chường đang nằm vắt ngang lồng ngực dường như cũng theo gió mà bay đi mất. Tôi kéo chiếc vali lệch xệch vô nhà, từng tiếng lộc cộc vang lên theo mỗi lần bánh xe miết vào nền gạch. Giờ này chắc Út chưa về, vẫn còn đang mải miết bên ruộng hoa ngoài bãi. Tôi cất đồ vô phòng, rồi chèo xuồng ra kinh hai điên điển về ăn. Đường mùa nước nổi, hoa trái vàng cả một bờ kinh, những hàng cây xanh lao xao trong gió. Tôi tấp xuồng lại gần, giơ tay lặt từng chùm bỏ vô rổ. Những bông hoa nho nhỏ, cánh hoa vàng hình con dụ mỏng thang, nhìn thương sao là thương, thương như đời cụ Út. Út không phải chị tôi, Út là dì tôi, hơn tôi 12 tuổi. Tôi không có ba, má lên thành phố làm công nhân được chừng mấy năm thì mang bầu tôi. Rồi sau đó má ôm bụng bầu về ở phía ngoài tôi và Út. Sinh tôi xong, tới hồi tôi được 1 tuổi, má lại đi. Mỗi năm má về được 2 lần thăm tôi, rồi lại tất tả thay chuyến xe đò tròng trành lên thành phố. Tôi ở nhà với ngoại và Út, mỗi một năm lại ngóng trong ngày má nghỉ phép về thăm. Cười hết lớn mỗi lần má mua cho con búp bê hay bộ quần áo mới, rút vào má ngửi mùi dầu gội thơm thơm trên tóc. Năm tôi lên 6, má chào tạm biệt tôi lên thành phố, rồi không về nữa. Người ta nói, lúc má băng qua đường ở cổng khu công nghiệp, có một người tài xế xe hàng không nhìn thấy má. Ngoại, Út và tôi đón má về, đặt má nằm ở chòi đất, nhìn ra bờ kinh, có chùm điên điển đang trổ bông vàng rực. Ngày đó, Út mới tròn 18. Má tôi mất, Út tốt nghiệp xong cũng không học lên đại học, dù Út học giỏi lắm. Út mở tiệm may, Út trồng hoa, Út chèo xuồng ra chợ nổi bán trái cây. Nghề gì cũng được, miễn kiếm được tiền cho tôi đi học. Má mất chừng 2 năm, ngoại cũng bỏ tôi với Út mà đi. Ngày ngoại mất, tôi nhìn Út ngồi im lìm, lặng lẽ đốt từng tờ tiền giấy. Út không khóc, mà cái dáng cô độc lặng lẽ, gầy gò đó cứa vào lòng tôi, hệt như lưỡi dao mài thiệt sắc. Út đẹp lắm, mái tóc dài mát rượi thẳng tắp tới thắt lưng, thơm thơm mùi lá bưởi, đôi mắt đen tròn nhìn một lần cũng đủ khiến người ta thương hoài không dứt. Tôi biết có nhiều người theo đuổi Út, mà vì tôi, Út đều lắc đầu xua đuổi. Bởi người ta chỉ thương Út, chứ đâu có muốn đèo bồng thêm một đứa trẻ như tôi. Tôi không dám nói gì, nhưng Út biết. Út ôm tôi vào lòng thật chặt, bàn tay không ngừng vuốt lên mái tóc ngắn ngủn của tôi. Út bảo, đời này không ai có thể tách tôi ra khỏi Út. Có những đêm mưa, tôi giật mình tỉnh giấc, thấy vòng tay Út vẫn ôm tôi không rời. Trong cơn mơ màng, bàn tay gầy guộc vẫn nhẹ nhẹ vỗ lên lưng tôi, dịu dàng như đang vuốt lên từng cánh điên điển nhỏ. Út đẹp, bởi đẹp nên người ta ghét. Đàn ông không lấy được Út nhưng lại thương tư. Hoa ngoài đồng nhìn lúc nào cũng đẹp hơn hoa đã hái về bày trong lọ. Năm tôi 14, người ta kéo tới nhà bắt ghen Út. Tôi đi học về, thấy ngoài ngõ người bu đông đỏ. Chen vào trong sân, tôi thấy Út ngồi co ro một góc. Người ta túm tóc, đánh Út liên hồi. Mắt tôi đỏ lên, tôi nhào tới, kéo người kia ra, giang tay che cho Út. Cái bàn tay đau điếng dán lên má, khiến tôi ngã nhào xuống đất. Vị tanh tanh, mặn mặn tràn lên đầu lưỡi, rồi thấm ướt cả bờ môi. Vệt màu đỏ tươi đập vào mắt, khiến Út như hóa điên. Út bật dậy, vớ lấy cây đòn ngoài góc, quật liên hồi vào những người trước mặt. Út nhặt cả con dao, Út vẫn hay băm lục bình, cầm lăm lăm trước ngực. Mắt Út đỏ quạch, tiếng Út gầm gừ trong cổ họng khiến người ta phát lạnh.
đứa nào đụng vào con nhỏ, tao chém. Đám người kia hoảng hốt bấm nhau lui, vẫn không quên bỏ lại bên tai tôi và Út những lời chửi bới. Tôi lồm cồm bò dậy, rút vào lòng Út. Con dao bầu tuột khỏi tay Út, rơi xuống đất, kêu khen khen. Con Út gục đầu vào vai tôi, òa khóc. Bên ngoài bờ kinh, gió vẫn đang lồng lộng thổi. Sau ngày hôm đó, tôi xin Út cho tôi đi học võ. Út gật đầu, mà từ đó Út cũng không còn là Út hiền lành như ngày xưa nữa. Út đành thanh, chỏng lỏng. Có chút chút thôi, Út cũng chửi bới âm sầm. Mà càng là đàn ông, Út lại càng chẳng kiên nhà. Có chiều tan học, tôi thấy một người đàn ông ôm đầu chạy vụt ra khỏi cổng nhà. Còn Út, tay cầm chiếc đòn dài chống đất, miệng tuôn ra từng tràng chửi bới. Tôi nhìn theo bóng người kia chạy mất dạng, lại nhìn về phía Út, nghe lòng nặng trĩu. Năm tôi 15, xóm nhỏ đơn sơ đón thêm một người, ngôi nhà cách vách vốn bỏ không, nay lịch kịch, sơn sơn, sửa sửa. Chú An hàng xóm mới ở tù về, ba má với anh chị của chú đã dọn lên thành phố từ vài năm trước, để lại cho chú mảnh đất có cây mù u già với căn nhà đã giải dầm bao mùa mưa nắng. Nghe người ta nói chú bị bắt giam vì tội đánh người gây thương tích. Bởi vậy lúc chú về, người trong thôn chỉ đứng từ xa, sầm xì chỉ trỏ. Chú cũng không để ý, cứ thủng thẳng thu xếp, rồi mở một cái xưởng mộc ngay nhà. Nói là xưởng, chứ nó chỉ là một căn phòng nhỏ, trong bày đầy đồ gỗ, mà cũng chỉ có mình chú lụi cụi làm. Được cái chú khéo tay dữ lắm, cái bàn, cái ghế, cái chặn đựng đồ nhìn cưng hết sức. Nhà tôi dột, cái trái nhà mưa tới là lũng bũng nước. Út trèo lên dâm hoài mà được đâu vài bữa là y chang. Chú An nhìn thấy Út loay hoay trên mái, chẳng nói chẳng rằng cũng trèo lên hì hục. Cái tủ gỗ bị mối ăn vẹt một bên suốt bao năm cũng được chú đổi bằng cái mới đóng bằng gỗ mù u. Út mang tiền sang trả, chú hờ hững lắc đầu, kêu Út không thích dùng thì đem bỏ. Nói xong chú lạnh te quay ra đục đẽo mấy cái đồ gỗ đang làm dở. Út hết cách, bỏ tiền lên bàn rồi quay quả bỏ về. Vậy mà tới chập tối từ ngoài đồng về, đã lại thấy mớ tiền được bỏ trong bọc nằm ngoài sân. Tôi nằm gối đầu lên đùi Út, thỏ thẻ hỏi, Út thấy chú An sao? Út cốc đầu tôi cái chốc, cấm tôi không được nghĩ linh tinh. Út bảo ngày xưa chú An với học chung lớp, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tốt nghiệp rồi Út không đi học nữa, còn chú thì đi làm ăn xa. Tới chừng hơn năm thì Út nghe người ta nói chú đánh người bị bắt vô tù. Tôi tò mò hỏi Út, vậy Út ghét chú An lắm hả? Út lắc đầu, người ta có làm chi mình đâu mà ghét. Tôi ngập ngừng, vậy xấu không ưng? Út cười cười, mày làm như chữ ưng dễ nói lắm á. Tôi rối lắm, vậy là Út ưng hay không ưng? Mà Út đã ngủ say mất rồi, hơi thở đều đều phả lên trán tôi ngư ngứa, êm êm như làn gió nhẹ chạy lướt mặt kinh. Chú An về thôn được chừng dăm tháng, chú lại đánh người ta bầm mặt. Ra người kia uống rượu xỉn, đi ngang ngó thấy Út đang ngồi may áo, đôi má hồng hồng, hằn mi cong vút, làn da trắng nõn ẩn hiện trong tà áo, khiến người đó càng như say. Chú An nghe tiếng Út la, chạy vội sang nhà. Nhìn thấy Út bị đè dưới nền gạch, mắt chú đỏ ngầu như dòng sông mỗi lần dâng lũ. Lúc chầm sớm bù lại, chỉ thấy người kia nằm co quắp trên nền gạch, mặt mũi tím bầm. Chú An vừa nắm tay Út vừa gằn giọng, từ giờ thằng nào sợ rớt tới cổ coi chừng tao đó. Người trong xóm nhìn nắm đấm chú giơ lên, lại nhìn đôi mắt vằn lên từng tia máu của chú, chẳng hó hé gì. Đàn ông không dám dọc ghẹo Út nữa, nhưng những người đàn bà túm tụm với nhau xầm xì nói Út với chú đúng là trời sinh một cặp. Đàn trai thì tù tội, đàn gái thì lẳng lơ. Tôi nghe được ức phát khóc, lao vào cãi tay đôi với người ta, còn bị người ta chửi đồ không cha không mẹ. Lời tới tai chú An, chú đi vào quán, chiếc giày hầm hố đập lên mặt bàn. Chú rút trong túi áo ra một điếu thuốc, chậm chậm mồi lửa rồi cúi xuống sát mặt người ta, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. Còn tào lao nữa, có tình tôi đốt rụi cái quán này của bà không? Nói xong chú dửng dưng bước ra ngoài. Trước khi đi,
còn quay lại làm cái dấu đưa tay lên ngang cổ. Người ta sợ rúm ró, còn tôi và Út từ đó bình yên hẳn. Ngày tôi đổ đại học đi xa, tôi cầm tay Út rưng rưng, nói: Út hãy ưng chú An đi. Tôi đi rồi, có người chăm Út. Út lắc lắc đầu, còn vuốt tóc tôi dặn ngược. Hồng nhan bạc mệnh, mày đẹp hệt như má mày, ráng mà giữ gìn ngang con. Đàn ông không có đáng tin, nên má mày mới khổ, rồi khổ lây sang mày. Bởi vậy, tao không có ham. Tôi rớt nước mắt, nghe nỗi sầu trong lòng mênh mang như con nước nổi. Tôi rời xa Út, bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Thời gian của tuổi thanh xuân bị cuốn đi bởi những giờ lên giảng đường miệt mài, những buổi làm thêm bất tận. Bên cạnh tôi có thêm một bờ vai, Khang, người bạn trai cũng đến từ vùng nước nổi, cũng giống như tôi, lên thành phố với đôi bàn tay trắng. Những buổi hò hẹn đơn sơ với quán cóc ven đường, ly nước mía, chiếc bánh mì cũng làm tôi thỏa mãn. Tốt nghiệp, hai đứa vào làm chung một công ty, vốn tưởng hạnh phúc đơn sơ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hóa ra, mãi mãi cũng chỉ là một danh từ đếm được. Những lạnh lùng của nỗi lo cơm áo gạo tiền, những đau đớn bồn chồn của ước mơ hoài bão, vì cuộc sống hoài mòn từ lúc nào đã khiến cho lòng người thay đổi. Thời gian tôi và anh dành cho nhau bị công việc vắt đến tuyệt cùng. Cho tới một ngày, tôi mơ hồ thấy Khang cười dịu dàng với cô bé mới vào. Trong ánh mắt sóng sánh như chan đầy nắng, tôi quay lưng đi, gượng cười khi nhìn thấy đôi mắt đau đáu của Kiên, người sếp, người đàn anh khóa trên đã giúp tôi từ lúc tôi mới bước chân vào cánh cổng trường đại học. Kiên hỏi tôi: Em ổn không? Tôi bật cười, nghe trong lòng chua chát. Kiên thở dài: Cứ tự mình chịu đựng hoài, không mà sao em? Tôi im lặng không nói. Anh đưa tôi một chậu xương rồng đã nở hoa, bông hoa nhỏ xíu, màu hồng rực, nằm dịu dàng bên những chùm gai nhọn hoắt. Tôi nhận lấy, chạm ngón tay vào những chùm gai, cảm nhận cơn đau nhói từ ngón tay truyền tới. Kiên lắc đầu, cầm ngón tay tôi đặt lên cánh hoa màu hồng mướt mát. Xương rồng đâu phải chỉ có gai. Tôi chưa kịp đáp lời, cánh cửa phòng đã bật mở. Bạn trai tôi cùng với cô bé mới vào đứng nhìn tôi trân trối. Tôi nhìn Khang, còn anh ném cho tôi cái nhìn lạnh băng và một bóng lưng quyết liệt. Tôi nghĩ buổi tối gặp lại có khi chờ đón tôi sẽ là những tràng cãi vã không hồi kết. Tôi đưa tay lên xoa trán, cố vuốt cho phẳng đôi mày đang vô thức nhăn lại. Chỉ là hóa ra tôi đã nhầm. Tối đó Khang không về, điện thoại cũng không có lấy một dòng tin nhắn. Nhìn nhanh lắm, chỉ như con sáo bay một hồi là qua hết con sông. Tôi đã biết tối đó anh ở đâu, ở bên ai. Khi anh cầm tay cô bé mới vào, dùng ánh nhìn như thách thức và thản nhiên buông lời nói chia tay, là tôi đã biết. Tôi ngồi lặng im nghe Khang oán trách, trách tôi không dịu dàng như cô gái ấy, không đủ quan tâm anh, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Trách tôi đứng bên này xong lại ngó bên kia. Nói xong anh cũng ôm đồ đi, rời khỏi căn phòng chúng tôi đã thuê chung, cùng rời khỏi công ty nơi chúng tôi đã từng gắn bó. Tôi nhìn Khang rời đi, không phẫn nộ, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Chỉ là tôi biết trái tim mình lúc này giống hệt như cánh đồng mùa khô hạn, cằn cỗi và chằng chịt những vết nứt. Một thời gian ngắn sau khi Khang nghỉ việc, tôi và đồng nghiệp chết lặng khi thấy bản thiết kế bộ sưu tập xuân hè năm sau của chúng tôi nằm chỉnh in trên tạp chí công ty đối thủ. Công sức của chúng tôi, những ngày tăng ca miệt mài, những buổi họp, những bản vẽ sửa đi sửa lại, những bữa ăn vội vàng là cốc mì tôm hay những chiếc bánh mì không, bây giờ đang nằm ngạo nghễ trên trang bìa của người khác. Kiên nhìn tôi ngồi ngay ngốc trước bàn làm việc, hỏi khẽ: Em biết là ai rồi đúng không? Tôi gật đầu, chỉ là tôi không nỡ tin. Bao năm thanh xuân dành cho người đó, đổi lại là một nhát đâm ngọt sắc, triệt để khiến cho lòng tôi lạnh khoẻo. Tôi cố gắng kiềm chế, mà nước mắt cứ chảy ra. Kiên ôm tôi vào trong ngực, còn tôi đã quá mệt mỏi để từ chối. Tôi vừa cười vừa hỏi Kiên: Em ngu ngốc quá, phải không anh? Kiên lắc đầu: Không đâu, mà tại em mạnh mẽ quá, khiến người ta áp lực. Tôi bật cười, từ lúc nào mạnh mẽ quá cũng biến thành lầm lỗi,
thành lý do để người ta tổn thương mình. Kiên hỏi tôi, em định làm gì với cậu ta? Tôi im lặng, nghe lòng mình nổi sóng. Ngày Khang rời đi, tôi tưởng mình đã chết lặng, mà bây giờ phẫn nộ, đau thương, cay đắng đùa nhau cào xé trong lồng ngực. Tôi chua chát. Làm gì ư? Lấy đâu ra bằng chứng? Chung quy cũng là lỗi do em, tìm người một cách ngu si và bất cẩn. Khi nhìn tôi ngập ngừng. Có phải em còn thương? Tôi lắc đầu. Từ đó với em giờ xa xỉ quá. Bây giờ đau em còn chẳng đủ sức, nữa là thương. Nhưng mà anh đau. Kiên siết tay tôi chặt hơn. Tôi rũ mi rồi lặng lẽ rút khỏi tay anh. Từ giờ tới ngày ra mắt bộ sưu tập còn gần một tháng nữa. Em muốn về quê, ký giấy phép cho em nhé. Em có quay lại không? Tôi tránh ánh mắt Kiên ngập ngừng. Có thể... Nói rồi tôi bước ra cửa, nghe tiếng Kiên vọng lại buồn buồn. Về nhé, anh chờ. Vậy là tôi đi. Chiếc xe đò trồng trành rời thành phố, bỏ lại sau lưng những hoa lệ và cả những lạnh lùng. Tôi đứng trên phà, nghe gió ngoài sông thổi vào mát rượi. Từ lúc về đến nhà, ngắm cánh cổng sân nước đã lên màu bạc phết, ngắm dàn hoa thiên lý Út trồng, mới thấy lòng dịu lại. Khi tôi nấu cơm xong, Út cũng về tới nhà. Thấy tôi, Út ngạc nhiên, niềm vui hiện lên trong ánh mắt không hề che giấu. Ủa, sao bay về bất ngờ vậy? Tôi cọ cọ vào lòng Út, cười. Nhớ Út chứ sao? Bộ Út thấy con về, Út không vui hả? Út gõ đầu tôi cái chốc. Lớn rồi, còn y chang như con nít. Sao, mày về được lâu không? Về chừng nào Út đuổi thì đi. Vậy thằng Khang nó có về cùng không? Vòng tay tôi đang ôm Út khẽ cứng lại. Tôi cười buồn. Chia tay rồi Út ơi. Bàn tay Út đang vuốt tóc tôi cũng khựng lại. Tôi nghe được tiếng Út thở dài thật khẽ. Út không hỏi tôi tại sao, cũng không có hỏi tôi buồn không. Vì Út hiểu, những câu hỏi đó chỉ khiến lòng tôi thêm khó chịu. Út kéo tay tôi. Thôi, ra ăn cơm. Lên thành phố mà gầy nhẵn nhơ, riết không biết bay ăn ở cái kiểu chi chi nữa. Tôi cười, ngoan ngoãn theo sau Út. Bữa cơm với canh điên điển, cá linh ngon muốn nuốt lưỡi. Còn đôi mắt đầy yêu thương của Út như cơn mưa đầu mùa xoa dịu tâm hồn khô cằn, nứt nẻ của tôi. Đêm tôi nằm ôm Út ngủ, tôi thì thầm hỏi Út. Út nè, Út với chú An sao rồi? Người Út hơi cứng lại, nhưng chỉ một thoáng mà thôi. Út trả lời qua quýt. Sao là sao? Hỏi tầm bậy tầm bạ không à? Tôi cứng đầu, ngửa cổ lên nhìn sâu vào mắt Út. Còn hỏi thiệt, chú An thương Út lâu rồi, ai mà không biết? Hỏi xong câu đó, mãi chẳng thấy Út mở lời. Lâu thật lâu, tôi mới nghe Út thở dài thật khẽ. Người ta sắp lấy vợ rồi, ở đó mà thương với nhớ. Tôi ngây ngốc, nghe lòng chua xót khó nhịn. Cảm thấy tim đau còn hơn ngày Khang nó chia tay. Út của tôi, Út đáng thương của tôi, giờ tôi mới thấu. Chắc lúc Út biết tôi chia tay, lòng Út cũng đau nhiều lắm. Hốc mũi tôi cay xè, mà tôi không dám khóc. Nghe vang vẳng câu hát từ cái đài radio cũng mềm nhạc cô Tư cuối sớm vọng lại. Rồi thì sáo cũng sang sông, bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi. Bạc Liêu cùng với qua mùi, nhớ thương em bậu khóc mùi một phen. Sáng hôm sau khi tôi dậy, Út đã ra chợ nổi bán hàng rồi. Út để cho tôi tô bún, nước lèo thì để trong nồi. Tôi ăn xong, nhịn không nổi kiếm cớ bước qua nhà chú An. Út nói chú sắp lấy vợ, mà tôi cũng không dám hỏi thêm gì. Chú thấy tôi, hàng lông mày nhăn chặt giãn ra. Chú cười. Ủa, mày về hả con? Về lâu chưa? Dạ, con về chiều qua. Có chút quà con mang sang biếu chú. Sao cả sáu vậy bây? Chừng nào cho tao ăn cỗ đây? Dạ, chắc lâu lắm á. Mà có khi con còn được ăn cỗ của chú trước nè. Tôi vừa đáp, vừa len lén ngó chú An. Mà chú nghe câu trả lời của tôi,
bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Chú hỏi thôi. Ai kể bay nghe? Dạ, Út còn kể. Rồi, cậu có nói gì nữa không? Dạ, không có. Chú nghe xong, ánh sáng như tắt đi trong mắt. Chú nhìn tôi cười, mà nụ cười sao héo hắt. Tao sắp mời bay ăn cỗ rồi đó. Ráng mà về dự nghe con. Nghe Út nói, lòng tôi đã đau. Mà giờ nghe chú nói, lòng tôi như xác ớt. Tôi run run hỏi. Thiệt sao chú? Không phải, chú thương Út con sao? Chú không trả lời, mà cầm chén rượu trước mặt lên, uống cạn một hơi. Uống rồi, chú tặc lưỡi than. Rượu này sao cay dữ ta? Thôi, bây về đi. Tao đi đầu xóm mua xì khác. Tôi dạ khẽ bước ra ngoài, ngoái đầu dòm lại, thấy chú lại rót chén khác. Tôi quay đi, hỏi lòng sao tôi không uống rượu, mà cuốn họng cũng cay xè. Thậm chí còn thấy cả vị cay dâng lên mắt. Tôi ôm trái tim nặng trĩu trở về nhà. Út vừa gọi cho tôi, nó chiều muộn mới về, còn dặn tôi nhớ nấu cơm cẩn thận, đừng có làm biếng mà ướp mì ăn. Tôi cúp điện thoại, mang mấy bộ quần áo tôi mua cho Út treo vô tủ. Tối qua đưa cho Út mặc thử, mà Út kêu để đó, riết rồi quên. Tôi mở cánh tủ, cái tủ này là chú An đóng cho ngày trước, nước sơn vẫn còn bền, lên màu bóng loáng. Trong tủ treo lư thưa vài bộ quần áo bà ba giản dị. Bên dưới là sắp quần áo ngắn tay, Út đã sắp gọn gàng. Tôi nhấc từng bộ quần áo lên coi. Cái nào cũ tôi bỏ ra ngoài, để đến chiều vô thị trấn mua thêm cho Út mấy bộ nữa để Út mặc nhà. Một tờ giấy gấp đôi rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên, tấm phiếu siêu âm ghi tên Út. Dòng chữ đỏ đậm in hằn vào mắt. Thai tương đương 10 tuần. Tờ phiếu siêu âm nằm ngoan trên chiếu. Còn tôi ngồi ngẩn ngơ, một bộ quần áo gấp hoài, gấp mãi, chẳng xong. Buổi tối, Út trở về nhà. Cái trán nhỏ vẫn rịn mồ hôi. Tôi chờ Út tắm rửa xong, mới cầm tờ giấy siêu âm đưa cho Út. Út giật mình. Trong đôi mắt là bao nhiêu hoảng hốt, là cả đau lòng. Út gằn giọng hỏi tôi. Bay lột quần áo tao sao? Ai dạy bay? Tôi lắc đầu. Con soạn quần áo tính mua thêm đồ cho Út. Đồ Út cũ quá rồi, con nhìn không đặng. Út im lặng, nhưng vành mắt đã rưng rưng. Tôi chảy nước mắt hỏi Út, sao Út giấu con? Bộ con không phải người thân của Út hả? Cái gì Út cũng chịu một mình. Út có biết lòng con khó chịu cỡ nào không? Út không đáp, nước mắt cũng chảy ra. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Út khóc. Hoặc có thể Út đã từng khóc mà giấu không cho tôi biết. Tôi vòng tay ôm Út để mặc cho nước mắt Út rơi thấm vào vai áo tôi, lạnh lạnh. Khi nước mắt đã ngừng rơi, Út chậm chậm kể tôi nghe. Đứa nhỏ ở trong bụng Út là của chú An. Bữa đó đi ăn cưới về, Út say, chú cũng say quên trời đất. Lúc Út tỉnh lại, chú vẫn ngủ không biết trời trăng. Còn Út lúng cuống chạy trốn về nhà. Út tránh mặt chú An. Bà 16 tuổi mà Út như cô gái mới 16 tuổi. Út sợ, Út không dám đối diện với chính mình. Út nói, ngày xưa thấy má tôi khổ cực vì tình, nên Út chẳng dám thương ai. Nhưng đến ngày hôm đó, Út mới lờ mờ nhận ra, hình như trong lòng Út đang có cái gì đó khác. Nó như phản bội lại lòng tin và sự kiên định của Út suốt bao năm. Rồi đột ngột, Út phát hiện là mình có bầu. Trong lòng Út biết bao là dư vị. Nhưng khi Út gom đủ dũng khí tính sang nói với chú, tiếng má chú An ở trong nhà vọng ra, khiến bàn chân Út dừng lại nơi ngưỡng cửa. Má chú nói không ưng Út vì ngày xưa Út bị bắt ghen, má chú nhìn tại trận. Má chú đời này hận nhất là đàn bà đi cướp chồng người khác. Bởi bà chú ngày trước cũng từng vì một người đàn bà khác mà ruồng rẫy má con chú. Má chú còn nói nhiều lắm, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào lòng tự trọng của Út. Vậy là Út quay về.
thả trôi những yếu đuối của mình theo gió ngoài sông. Út lạnh lùng với chú An, xua đuổi chú bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất. Cho tới một ngày, Út nghe người ta sầm xì, nói chú An sắp lấy vợ, còn nghe chú sẽ dọn nhà lên phố, rời xa hẳn mảnh đất miệt vườn này. Nghe tới đây, lòng tôi như có sóng. Tôi khụt khịt mũi, hỏi Út: giờ Út tính làm sao? Tính gì nữa, đẻ chứ sao? Út tỉnh bơ: Út định không nói cho chú An thiệt hả? Bộ tao giống nó giỡn lắm hả? Người ta sắp lấy vợ rồi, nó làm chi cho rối. Mà tao cũng cấm bay sang đó nói với người ta nghe chưa. Tao có nghèo nhưng tao vẫn còn tự trọng. Bay mà bếp xếp, tao từ mặt. Tôi không nói nữa, đặt nhẹ tay lên bụng Út. Đứa em bé nhỏ của tôi đang lặng lẽ thành hình. Đứa bé này tôi sẽ rút ruột để yêu thương, nhưng ngày xưa mà Út đã từng gạt đi tất cả để thương tôi. Từ sau tối đó, tôi lẻo đẻo đi sau lưng Út. Tôi không cho Út bưng bê gì nặng, tôi dành làm mọi thứ. Út lườm tôi: bay làm như tao làm bằng sành vậy đó. Bay làm như không có bay là tao chết hả? Gì? Út nói gì mà vô duyên dữ? Út giật lại túi đồ trên tay tôi, chậm rãi đáp: bay còn phải về thành phố, ở đây lâu đâu có được. Lòng tôi trùng hẳn xuống. Út nói đúng, tôi vẫn phải trở về thành phố. Nơi đó là nơi tôi có thể vẫy vùng với ước mơ và hoài bão. Tôi bảo Út: hay Út lên thành phố với con. Út lắc đầu: tao không quen. Chỉ chừng mấy năm thôi, tới hồi bé vừa lớn thì Út lại về. Tôi vẫn ráng năn nỉ: còn bé vừa là tên tôi đặt cho em bé ở trong bụng Út. Út vẫn lắc đầu, mặc cho tôi thuyết phục. Cuối cùng tôi bảo Út: vậy Út ráng chờ con thêm vài tháng, kiếm thêm chút đỉnh. Tới lúc Út sinh, con nghỉ hẳn về đây với Út. Út xua tay: không được, tao bỏ tiền cho bay đi học, không phải để bay giống tao. Tôi nắm tay Út cười cười: ngày xưa Út vì con bỏ bao nhiêu là thứ, giờ tới lượt con rồi Út ơi. Út rút tay ra, lấy khăn chấm chấm nước mắt: bay lớn rồi, giờ tao nói bay có thèm nghe đâu. Tôi cười mà nghe lòng ngổn ngang trăm mối. Thấm thoát đã gần hết 2 tuần phép, tôi thu dọn đồ nhét vào vali. Út cũng bận rộn xếp cho tôi từng mớ rau, con cá mang lên thành phố. Tôi bảo Út: Út làm như ở trển không có đồ ăn vậy đó, sắp chi mà nhiều dưỡng. Ở trển đâu có đồ tươi ngon như mình, bay ăn là toàn hóa chất không à. Tôi hết nói nổi, đành để mặc Út sắp xếp cho một bọc chà bá. Tới lúc xong, tôi ngồi ôm Út, bàn tay đặt lên bụng Út, thủ thỉ: dừa ngoan nha, sau chị về, chị nuôi dừa mập thiệt là mập nghe không? Con tao ai mượn bay nuôi? Tiếng chú An đột ngột cất lên, làm tôi và Út giật nảy mình. Út đẩy tôi ra, mắt nhìn tôi oán trách. Còn tôi thì cúi đầu im re. Chú An thấy Út đứng lên, vội vã nắm bàn tay Út kéo lại. Những lời muốn nói thì nhau chen ra khỏi miệng, như sợ Út chạy mất. Út đừng đi, hôm nay tôi phải nói rõ với Út, không là tôi không chịu nói. Sao Út có bầu với tôi, Út lại giấu? Lẽ nào suốt bao nhiêu năm qua Út không có gì với tôi sao? Sao Út ác vậy? Út có biết tôi thương Út biết chừng nào không? Út ghét tôi lắm hả? Tới mức có bầu với tôi cũng không muốn cho tôi biết, không muốn cho tôi gặp con. Hay tại Út khinh tôi ngày xưa, từng vào tù ra tội? Út giật tay ra khỏi chú An, vừa quát vừa rưng rưng nước mắt. Nói với anh làm chi? Không phải anh sắp lấy vợ rồi sao? Nói với anh để người ta chửi tôi là loại đi cướp chồng người khác hả? Chú An cũng hét lên. Tôi không có. Em nghe người ta nói mà em không có nghe tôi. Em bất công lắm, em ác lắm. Người ta nói tôi lấy vợ là em tin, mà tôi nói gì thì em cũng lắc. Má nói tôi đi xem mắt, má dắt ai về là tôi xua người đó đi. Tôi nói đời này ngoài em ra tôi không có lấy ai hết.
má không chọn em thì tôi ở vậy, tôi chết già cho má tôi coi. Em nghe người ta nói tầm bậy không, rồi về em xua đuổi tôi, em làm tôi khổ quá Út ơi. Út sững lại ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ ngó chú An đăm đăm. Chú tiến lại gần Út hơn, trong đôi mắt đã có vết chân chim loang loáng ánh nước. Cả đời này tôi thương có mình em, thương từ hồi còn đi học kìa, thương tới tận bây giờ. Giờ Út với tôi đã có đứa nhỏ, Út đừng đuổi tôi nữa. Út biết ngày con My cầm cho tôi tờ phiếu siêu âm con nhỏ nói gì không? Nó vừa khóc vừa bảo không muốn đứa nhỏ giống nó, không có cha bên cạnh. Tôi nghe mà lòng tôi đau như xác ớt vậy đó Út à. Út quay sang tôi, bờ môi run rẩy. Tôi ứa nước mắt gật đầu. Út ghét con cũng được, Út đánh con cũng được, nhưng bé Dừa đâu có lỗi Út ơi. Chú An thương Út thiệt lòng. Đời con có nhiều nỗi đau mà chỉ mình con thấu. Con không nỡ để bé Dừa giống như con đâu Út à. Út òa lên khóc, từng giọt nước đua nhau rơi trên gò má sương sương. Tôi chạy lại ôm Út. Chú An cũng bước lại, vòng tay rộng ôm cả tôi, cả Út vào lòng. Tôi nghe giọng chú run run. Đừng từ chối tôi nữa Út ơi, đời này tôi đã định sẽ không bao giờ buông tay Út ra. Út không đáp lời, chỉ im lặng khóc. Tôi ngước mắt lên, thấy một giọt nước cũng rớt khỏi khóe mắt chú An, bị chú len lén lau đi. Đêm đó chú An khăng khăng đòi ở lại nhưng bị Út đuổi về. Chú vừa đi vừa sụ mặt, ký đầu tôi cái chốc. Tôi bật cười, còn Út thì ném cho chú An cái lườm sắc lẻm. Già rồi còn nói tầm bậy tầm bạ, cho con nít nó cười hả? Sáng hôm sau, Út với chú An tiễn tôi ra bến phà. Tôi nắm tay Út thật chặt, dặn Út nhớ giữ gìn sức khỏe. Chú An không kiên nhẫn khoát tay. Con nhỏ này, mày giữ vợ tao bao năm rồi, từ mai tao không nhường nữa đâu. Đi lâu lâu rồi hẳn về, biết chưa? Ai đồng ý cưới anh? Bay nghe chưa? Dì bay ăn xong rồi quẹt mỏ kìa. Được rồi, đã vậy, từ giờ tôi sẽ đi rao cho chồng xóm người ta biết hết là em có bầu mà không chịu trách nhiệm với tôi. Út nghiêm mặt, đưa tay nhéo một cái thật đau ngay hông chú. Còn tôi cười hắc hắc. Gió ngoài sông thổi vào lồng lộng, mát như lòng tôi lúc này. Tôi trở về thành phố, quay lại chiếc bàn làm việc quen thuộc, như cảm giác chán chường đã bay đi đâu mất hút. Còn thấy bản thân giống như chiếc điện thoại đã được sạc đầy. Tôi bắt tay làm lại bộ sưu tập mới với màu vàng rượm của chùm thiên điển trên bậc kinh đầy gió. Màu lục bình tím ngắt trôi dập dềnh trên sông. Màu sâu đũa trắng tinh khôi trong vườn nhà Út. Tôi mang những cánh bồn bồn mập mạp màu tím phớt, mang bông súng hồng rực rỡ, mang chùm lau trắng phất phơ, mang trái mù u đầy thương nhớ, chèn đầy trong những bản vẽ. Tôi thêm vào đó cả màu dòng sông mùa nước nổi, chở nặng phù sa. Tôi để muôn vàng nhớ thương trào ra trên ngòi bút. Mất thêm một đoạn thời gian nữa để cả team cùng chỉnh sửa lại phác thảo, thiết kế, lên mẫu. Bận rộn tới mức cả tháng hầu như không có được một bữa cơm chỉnh tề, một giấc ngủ tròn trịa. Tới lúc bộ thiết kế hoàn thiện thì ngày hôm sau đã là ngày công bố. Chúng tôi nằm la liệt trong phòng họp mà ngủ. Mặt đứa nào cũng hớp lại, mắt trũng thật sâu. Trong cơn mơ màng, tôi thấy hình như có ai đó nhẹ nhàng đắp cho tôi chiếc áo, vén lại lọn tóc mai đang rủ xuống. Ngón tay sượt qua trán tôi còn vương độ ấm. Ngày hôm sau, tôi và cả team đứng trong cánh gà sân khấu, hạnh phúc nhìn những mẫu đang sải bước. Những mệt nhọc của chuỗi ngày vừa qua tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng. Tôi hé mắt nhìn xuống bên dưới, khóe mắt nhòe đi khi thấy Út và chú An. Kiên lặng lẽ đến bên tôi thì thầm. Bất ngờ không? Tôi lén đưa tay chùi nước mắt hỏi Kiên. Anh đón họ khi nào vậy? Tối qua, lúc em đang ngủ. Cảm ơn anh. Ngoài cảm ơn anh ra, còn lời nào nữa không? Từ hồi quen nhau tới giờ, lời em nói với anh nhiều nhất chỉ là lời cảm ơn và xin lỗi. Tôi im lặng quay mặt đi. Bên dưới, chú An và Út đang say sưa ngắm những bộ đồ do chúng tôi thiết kế. Thỉnh thoảng Út ghé người sang bên chú An thì thầm gì đó. Buổi ra mắt kết thúc,
Út ôm một bó hoa thật lớn lên tặng tôi. Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non. Tôi bảo Út, Út ở đây chơi với con lâu lâu chút hen, con dẫn Út đi sắm đồ. Đồ chi nữa bay? Thì đồ cưới nè, đồ em bé nè. Con muốn Út là cô dâu đẹp nhất cho chú An lé mắt chơi. Út quay mặt đi xấu hổ. Ai mà thèm cưới ổng. Nè, giấy đăng ký tôi cầm rồi đó. Chú An nghe vậy lập tức xen vào, rồi chìa ra cho tôi tấm ảnh chụp. Tờ giấy hồng hồng xinh xắn, trên đó nắng nót ghi tên Út và chú An. Phía bên dưới cùng là hai chữ ký siêu siêu nằm cạnh nhau. Chú nhìn tôi cười. Bay dẫn chị bay đi mua đồ đi, hết bao nhiêu tao trả. Rồi chợt nhớ ra cái gì, chú mở túi xách lấy ra một quyển sổ dúi vô tay tôi. Tôi mở ra là quyển sổ tiết kiệm đứng tên tôi. Tôi hốt hoảng lắc đầu. Trả lại chú, nhưng bàn tay to của chú đã nắm bàn tay tôi lại. Chú bảo, tao cho bay, giờ tao với Út bay sắp về với nhau rồi. Cái nhà kia tao bán để làm của hồi môn cho bay sau này lấy chồng. Con gái một thân một mình bươn chải, phải có ít vốn trong tay phòng thân. Như vậy Út bay và tao mới yên tâm được. Con không cần, phần này chú để cho bé Dừa đi. Tôi lắc đầu khuẩy khuẩy. Khỏi đi, đàn ông con trai sau này tự lập. Với tao cũng tính rồi, Út bay tuổi cũng lớn, chỉ sinh một đứa thôi. Tiền này không cho bay thì cho ai? Chú biết là con trai rồi hả? Hôm bữa đưa bả đi siêu âm, ta hỏi mãi bác sĩ mới nói. Vậy con nhận nha, nhưng quyển sổ này để Út giữ giùm con. Con một mình ở trên thành phố, giữ cũng không tiện. Tôi cầm quyển sổ đặt vào tay Út, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Chừng nào mà con lấy chồng á, Út lên sân khấu trao cho con cho nó oách. Út hen. Út bật cười gật đầu, chú An thì hối. Vậy bảy lấy sớm đi, cho tao với Út bay chè sang cho thiên hạ nể. Trời, chú làm như sẵn người cho con lựa vậy. Thế thằng nhỏ hôm bữa về đón tao với Út bay lên đây thì sao? Tuy là không đẹp trai bằng tao, nhưng cũng được. Nếu bảy thích, để tao qua nói chuyện cho. Tôi phì cười, còn Út thì nghiêm mặt. Tầm bậy tầm bạ không, ai dày mặt như ông mà so sánh hả? Chú An chưa kịp đáp thì giọng kia đã vang lên bên cạnh. Con chịu liền chú ơi, mà My không có ưng con. Chỉ cần gì chú bảo My chịu con, thì gì con cũng làm hết. Út với chú An bật cười, còn tôi chưa kịp đáp, giọng nó quen thuộc phía sau lưng, đã cất lên, khiến lòng tôi như có sóng. Em rảnh không? Nói chuyện với anh một chút. Tôi quay lại nhìn Khang, người bạn trai đã đi bên tôi trong những năm tháng tuổi xuân. Vẫn quen thuộc là thế, mà giờ xa cách tới lạ lắm. Út nhìn tôi, xót xa dần dày trong mắt. Bàn tay nắm tay tôi không nỡ buông. Tôi mỉm cười nói với Út và chú An. Dì chú chờ con chút nha, con về liền rồi đưa dì chú đi ăn nha. Này con Cao. Nói rồi tôi lững thững bước theo lưng Khang ra ngoài hành lang vắng. Gió bên ngoài thổi vào mát tận tim. Khang nhìn tôi một lúc mới mở lời. Anh xin lỗi. Nếu đó là tất cả những gì mà anh cần nói, thì tôi nghĩ chúng ta hết chuyện rồi. Tôi thờ ơ đáp. Anh biết là do anh không đúng. Em muốn trách, muốn đánh anh thế nào cũng được. Nhưng anh làm thế là vì anh không chịu nổi cảm giác mình giống như một kẻ thất bại khi ở bên cạnh em. Em mạnh mẽ, em có năng lực. Em có thể không cần anh mà vẫn ổn. Bởi vậy, khi cô ấy xuất hiện, anh cảm thấy mình mới giống như một người đàn ông đích thực. Tôi quay lại, bờ môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười chua chát. Vậy chúc mừng anh đã tìm được cô gái phù hợp với mình. Không, sai rồi. Cô ấy không phù hợp với anh. Có rời xa em, anh mới biết em mới là người phù hợp nhất. Cô ấy quá yếu đuối, cái gì cũng phải nhờ anh quyết định. Anh mệt mỏi với những giận dỗi vô cớ. Những chuyện nhỏ cũng khiến cô ấy khóc lóc dằn vặt rất lâu. Là anh sai, anh không nên làm thế với em. Anh nhất thời tức giận, nhất là khi thấy anh ta với em thân thiết nhau. Anh ghen quá nên mới làm vậy. Tôi giật tay mình ra khỏi tay Khang, cảm thấy chán ghét dâng lên tới cùng cực. Anh thôi đi, người thì anh chê quá mạnh mẽ, người thì anh nói quá yếu đuối. Anh vốn đâu có yêu ai, người anh yêu chỉ có bản thân anh mà thôi. Cảm ơn anh vì đã rời bỏ tôi, để giờ tôi thấy mình may mắn đến mức nào. Tôi định quay đi vì ở lại một phút bên cạnh con người này là một phút cuộc đời tôi lãng phí.
nhưng mới được một bước, Khang đã kéo giật tôi lại, áp tôi vào tường cay độc nói. Em không đồng ý, có phải vì thằng Kiên? Tôi biết mà, cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tôi. Loại đàn bà lẳng lơ như cô bên ngoài thì nói yêu tôi, nhưng sau lưng ai mà biết cô tàn tiểu với nó từ khi nào? Lời Khang vừa dứt, tôi đã thấy anh ta bị đấm ngã trên mặt đất. Kiên đứng bên cạnh tôi, bàn tay nắm chặt vẫn run lên vì giận dữ. Anh gầm lên. Mày có thể xúc phạm tao, nhưng không được xúc phạm cô ấy. Nếu tao biết mày khốn nạn như thế này, ngay từ đầu tao đã không nhường cô ấy cho mày. Khang lồm cồm bò chạy định lao vào Kiên, nhưng chú An đã chặn lại, giơ nắm đấm lên chứ dứ. Mày ngon thì thử coi, tao cho mày ăn cơm bệnh viện mấy tháng luôn. Khang khựng lại rồi xoay lưng đi sau khi ném cho mọi người cái nhìn tức tối. Tôi thở dài, tiếc cho mình vốn tưởng ít nhất còn giữ lại cho nhau chút tôn trọng sau cùng. Vậy mà chú An quay sang Kiên cười khà khà, bàn tay to rộng vỗ lên vai anh. Giỏi, giỏi lắm, tao kết mày rồi đó. Yên tâm đi, cái mì cứ để chú lo. Tôi ngượng ngùng đi nhanh về chỗ Út đang đứng đợi. Bữa trưa hôm đó vừa vui vừa ấm. Chú An đưa cho Kiên tấm thiệp mời cưới, không quên nhắc anh nhất định phải về. Còn tôi nắm tay Út, nghe niềm vui sóng sánh dâng lên đầy trong ngực. Mấy tháng sau, Út trở dạ vào một buổi tối tháng 3 trong vắt. Khi tôi và Kiên bắt được taxi đến viện thì Út đã ở trong phòng sinh được chừng 2 tiếng. Chú An đứng bên ngoài hành lang, bàn tay bấu chặt vào chiếc cửa sắt dẫn vào phòng sinh đang bị đóng chặt, đôi mắt đăm đắm không ngừng ngóng về phía trước. Tôi đưa cho chú gói xôi nóng, bảo chú ăn cho có sức, mà chú gạt đi. Thôi, giờ tao ăn không nổi, bà chưa ra tao nuốt không có vô. Tôi muốn an ủi chú, mà lời muốn nói nó cứ nghẹn ở trong cuống họng, vì lòng tôi cũng bồn chồn không dứt. Khi ngồi cạnh tôi, bàn tay siết lấy tay tôi thật chặt. Tới lúc cánh cửa xếp được kéo ra, bác sĩ gọi tên người nhà rồi trao em bé trên tay cho chú An. Những cảm xúc trong tôi vỡ òa ra thành nước mắt. Tôi nhìn chú An, cũng thấy một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, đã có vết chân chim của chú. Chú bồng bé dừa trên tay, có chút luống cuống vụng về, mà biết bao là cẩn trọng. Mãi một hồi lâu, chú mới thốt ra được một câu, làm tôi đang chùi nước mắt, cũng phải bật cười. Có chút ép vậy hả? Mà mày hành má bay lâu dữ bay. Tôi ôm bé dừa về phòng trước, pha chút sữa non cho cô cậu. Đôi môi bé xíu chớp chép từng thìa sữa, nhìn yêu hết sức. Út được chú An và Hồ Lý đưa về phòng sau đó. Trên trán tóc mai vẫn còn ướt mồ hôi, nhưng sự mệt mỏi trên gương mặt không cách nào che giấu được niềm hạnh phúc đang rực sáng trong đôi mắt. Đêm khi Út và bé dừa đã ngủ say, chú An nằm gục bên giường hai má con, bàn tay to bè vẫn nắm tay Út thật chặt không rời. Tôi bước nhẹ ra ngoài hành lang bệnh viện, ngước nhìn lên bầu trời đêm trong vắt. Trăng đêm nay sáng lắm, bầu trời cũng lấp lánh sao. Kiên bước lại gần tôi, dõi mắt nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh. Anh bảo tôi. Anh nghe chú An nói, chú đặt tên khai sinh cho bé dừa là Lập, Quang Lập. Chú bảo Lập trong từ lập, còn quang nghĩa là ánh sáng. Chú An đặt tên hay thiệt. Tôi tắm tắt khen, nghe hạnh phúc chan đầy trong lòng ngực. Bởi tôi biết từ đây tôi đã có một gia đình trọn vẹn. Một giọt nước mắt bất chợt lăn ra khỏi khóe mi. Nhưng tôi chưa kịp lau thì bờ môi ấm áp của Kiên đã đặt lên đuôi mắt. Anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm tôi thật chặt. Giọng anh thật ấm vần khẽ bên tai. Đừng khóc, em có anh mà. Ở bên anh nhé, được không? Tôi không đáp, chỉ vùi đầu vào trong ngực Kiên. Vòng tay cũng nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to rộng của anh. Có lẽ chim sáo đã tìm được bến đậu rồi. Bạn vừa lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Thương Màu Điên Điển, được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Dù sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc mình xứng đáng thuộc về, phải không? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Hà Diễm và San. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.